Chắn bóng lỗi kỹ thuật, điểm bóng cho Kiên Giang 1-0. Kia đây, trọng tài viên kia đây. Cường đứng đẹp tao. Trọng tài viên cứ đẩy đi. Cho Kiên Giang 11-4.
điểm bóng 12, 4. Kỳ Sơn đập bóng ra ngoài, điểm bóng cho Kinh Giang 13, 4. Bay đấy, phải đứng chọc. Trần Minh, công thủ của mình để thi đấu trận thứ 3 của bảng A. Thú Linh và Chị thi đấu hay là đánh chơi? Thú Linh và Chị Thúy xin lỗi các bạn. Thi đấu hay đánh chơi? Chào Trần nhá. Chỉ cần đặt bóng tốt, điểm bóng 5-14. Kỳ Sơn chắn bóng, tay chạm lưới ra ngoài, điểm bóng. Điểm bóng cho Kinh Giang 15-5. Kinh Giang đập bóng tốt, điểm bóng 16-5. Đập bóng ra ngoài, điểm bóng cho Tây Giang 17-5. Tây Giang chắn bóng tốt, điểm bóng 18-5. Giang bỏ bóng tốt, điểm bóng 19-5. Là béo. Kỳ Sơn đập bóng ra ngoài, điểm bóng cho Kinh Giang 20-5. Thì Sơn đập bóng tốt, điểm bóng 6-20. Thoải mái luôn, như đánh không ra luôn. Em đâu khác như một cụ hùng nó đập.
có bóng lực mạnh nên nó bóng sát đập vào mặt. Kinh Giang đập bóng tốt, điểm bóng 21-6. Đánh bóng, Kinh Giang sẽ bóng ra ngoài, điểm bóng cho Kỳ Sơn 7-21. Bánh thai này nó phải cách 70 phân rồi, thì dưới bánh thai mới đánh được. Kết thúc trước hai thời gian 25-8.